Chào các bạn, trong clip hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách móc một mẫu túi mini cho bé như thế này. Mặt trước mình có trang trí một họa tiết Doraemon nhỏ. Phần trên miệng túi thì mình có sử dụng khung mini. Và cái mẫu khung này nó sẽ có đường kính là 5 cm. Đây, mẫu túi mini như thế này. Dụng cụ mình gồm sợi thô trơn. Ở đây mình dùng sợi thô dày tầm khoảng 1.75 đến 2 mm. Kim móc mình dùng kim móc 2 đầu và dùng đầu số 4. Hoặc nếu không có mẫu kim này thì cũng có thể sử dụng cho mình loại kim có cái đầu kim nhỏ hơn sợi len một chút nha. Kéo các len. Một ít kim có chỉ dùng để khâu cái phần khung vào trong thân túi. Và dụng cụ không thể thiếu đó là khung mini. Khung mini này có đường kính là 5 cm. Ngoài ra còn có các cái phụ kiện như nút cũng như là que chuông để mình trang trí. Đối với mẫu túi nhỏ này, nếu các bạn sử dụng sợi len nhỏ hơn thì có thể sử dụng sợi len đó để khâu khung vào trong thân túi. Ở đây mình sử dụng sợi len dày nên mình sẽ sử dụng chỉ khâu bình thường ha, chỉ và kim khâu tay bình thường để mình khâu vào ha. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn móc phần thân túi trước. Đầu tiên tạo cho mình một vòng tròn. Móc và kéo len qua vòng tròn. Từ đây móc lên một mũi móc xích. Sau đó móc vào vòng tròn ta vừa tạo 7 mũi móc đơn liên tiếp với nhau. Móc đơn thứ nhất. Móc đơn thứ hai. Móc đơn thứ ba. Móc đơn thứ tư. Móc đơn thứ năm. Móc đơn thứ sáu. Và móc đơn thứ bảy. Khi đã được 7 mũi móc đơn liên tiếp vào vòng tròn đầu tiên thì các bạn nắm sợi len ngắn ở phía dưới nè. Nắm sợi len guốc thật mạnh vào để vòng tròn của mình nhỏ lại. Và móc vào chân móc của mũi móc đơn đầu tiên ở cái vòng móc này nè. Đây là chân móc của mũi móc đơn đầu tiên. Các bạn sẽ móc vào đây cho mình 2 mũi móc đơn cùng chân móc. Đây, móc vào đây 2 mũi móc đơn cùng chân. Móc đơn thứ nhất. Và móc đơn thứ hai. Khi đã được 2 mũi móc đơn vào chân móc đầu tiên thì chân móc thứ hai cũng tương tự, móc vào đây 2 mũi móc đơn cùng chân. Tiếp tục chân móc thứ ba cũng móc cho mình 2 mũi móc đơn cùng chân móc vào cái chân móc này. Móc đơn thứ nhất và móc đơn thứ hai. Chân móc thứ tư tương tự, 2 mũi móc đơn. Chân móc thứ năm cũng móc 2 mũi móc đơn vào cùng chân móc. Tương tự cho chân thứ 6 cũng móc 2 mũi móc đơn. Và chân móc cuối cùng, chân móc thứ 7 cũng móc cho mình vào đó 2 mũi móc đơn cùng chân móc. Như vậy thì lúc này cái vòng móc của mình nó sẽ có cái độ xoắn ốc ha. Mình sẽ không có điểm kết thúc cho mỗi vòng móc, mà các bạn sẽ tiến hành móc xoắn ốc cho mình ở cái vòng tròn này. Thì đối với cách thêm mũi của cái phần túi này cũng tương tự giống như cái mẫu nón trái dâu mà mình có hướng dẫn ở clip trước. Thì mình có để link ở phần mô tả, các bạn nhấp vào link bên dưới tham khảo nha. Cái cách thêm mũi này nó cũng rất là đơn giản. Khi gặp cái chân móc đầu tiên của 2 mũi móc cùng chân phía dưới nè. Đây, thì cái chân móc đầu tiên của cái vòng móc này sẽ là cái chân móc đầu tiên của 2 mũi móc cùng chân phía dưới á. 2 mũi móc cùng chân nè, thì cái chân đầu tiên này các bạn sẽ móc cho mình vào đó 2 mũi móc đơn cùng chân ha. Tương tự như cái mẫu mũ mà mình hướng dẫn. Đây thì cái chân này sẽ là chân móc thứ nhất của 2 mũi móc cùng chân, móc vào cho mình 2 mũi móc đơn. Chân móc kế bên sẽ móc một mũi móc đơn vào cái chân móc này. Móc vào đây cho mình một mũi móc đơn ha. Và cũng tương tự chân kế bên là chân móc thứ nhất của 2 mũi móc cùng chân. Đây là 2 mũi móc cùng chân nè. Đây. Thì để nhìn rõ hơn được cái mũi móc đầu tiên của 2 mũi cùng chân á thì các bạn có thể tham khảo ở clip trước, nó sẽ rõ hơn ha. Đây là 2 mũi móc cùng chân nè, thì cái chân thứ nhất ta sẽ móc 2 mũi móc đơn. Sau đó chân kế bên sẽ móc một mũi móc đơn. Chân kế bên không phải là chân móc đầu tiên của 2 mũi cùng chân ha. Móc cho mình một mũi móc đơn.
Khi gặp cái chân móc đầu tiên của hai mũi móc cùng chân ở phía dưới nè. Đây, hai mũi móc cùng chân. Chân thứ nhất và chân thứ hai thì cái chân thứ nhất ta sẽ móc vào đó hai mũi móc đơn cùng chân. Sau đó làm tương tự cho các chân móc còn lại ha. Chân kế bên là một mũi móc đơn thì khi gặp cái chân móc thứ nhất của hai mũi móc cùng chân. Đây là chân thứ nhất của hai mũi móc cùng chân thì móc vào hai mũi móc đơn để ta có thể tăng được mũi móc ha. Và ở cái vòng móc thứ ba này mình sẽ có xen kẽ nè. Một mũi móc đơn xen kẽ là hai mũi móc đơn cùng chân móc. Tương tự như cụm bên này cũng vậy ha. Một mũi móc đơn xen kẽ hai mũi móc đơn cùng chân và hai mũi móc đơn cùng chân này nó cũng nằm ở cái chân móc thứ nhất của hai mũi cùng chân phía dưới nè. Đây. Ta được các cụm móc xen kẽ thì các bạn cứ làm tương tự cho mình xoắn ốc như thế này ha. Mỗi chân móc ta sẽ móc một mũi móc đơn vào mỗi chân móc. Chỉ khi nào mà ta gặp cái chân móc thứ nhất của hai mũi móc có cùng một chân móc ở phía dưới thì chân thứ nhất ta sẽ móc vào đó hai mũi móc đơn. Tương tự cho chân móc bên cạnh móc một mũi móc đơn nè. Chân kế tiếp sẽ là chân thứ nhất của hai mũi móc cùng chân, ta cũng thêm vào cái chân thứ nhất đó hai mũi móc đơn. Chân bên cạnh móc một mũi móc đơn. Khi gặp chân móc thứ nhất của hai mũi móc cùng chân thì móc vào hai mũi móc đơn. Sau đó cứ làm tương tự xoắn ốc cho mình. Mỗi chân móc ta sẽ móc một mũi móc đơn vào mỗi chân móc. Khi gặp cái chân móc thứ nhất của hai mũi móc cùng chân thì cứ móc vào đó hai mũi móc đơn để ta tăng được cái độ to của cái vòng tròn này ha. Đây, các bạn cứ móc xoắn ốc tương tự như vậy cho mình nè. Và luôn luôn thêm mũi vào chân móc thứ nhất của hai mũi cùng chân. Móc tương tự như vậy cho đến khi cái vòng tròn của mình được 40 mũi móc. Khi gặp chân móc thứ nhất của hai mũi móc cùng chân nè, thì đây sẽ là hai mũi móc cùng chân. Đây là chân thứ nhất nè. Và chân thứ hai thì chân thứ nhất móc vào hai mũi móc đơn. Làm tương tự cho các chân móc còn lại. Đây là chân thứ nhất của hai mũi cùng chân nè, thì móc vào cái chân thứ nhất này hai mũi móc đơn cùng chân móc. Các bạn cứ móc tăng dần cho mình cái độ rộng của vòng tròn này và ta cứ bắt đầu móc xoắn ốc từ cái vòng tròn đầu tiên ha. Cứ thêm mũi cho mình vào cái chân móc thứ nhất của hai mũi cùng chân cho đến khi cái vòng tròn của mình được 40 mũi móc. Đối với cái phần khung túi mini này ha. Thêm vào chân móc thứ nhất của hai mũi cùng chân này nè. Chân thứ nhất này sẽ thêm hai mũi móc đơn và cứ làm tương tự cho các chân móc còn lại ha. Sau khi thêm được cái vòng tròn này, đến khi cái vòng tròn của mình được 40 mũi móc rồi, thì các cái vòng tròn tiếp theo các bạn sẽ không tăng mũi ha. Tức là ta sẽ tiến hành nâng cho cái phần thân túi này nó có cái độ rộng hơn. Đối với những bạn mà dùng sợi len nhỏ hơn để mình móc cái phần thân túi này, thì các bạn sẽ dựa trên cái khung túi. Ở cái khung túi của mình có bao nhiêu khoảng trống để mình may vào nè, thì các bạn sẽ tính tổng cho mình khoảng trống đó, sau đó cộng thêm từ 1 cho đến 3 mũi móc ở mỗi bên của khung túi. Ở mỗi bên khung túi như thế này thì ta sẽ ra được tổng số mũi móc của cái vòng tròn ở phần thân túi ha. Đối với sợi thô thì mình sẽ móc đủ 40 mũi móc, sau đó mình sẽ tiến hành ráp vào khung ha. Ở các cái vòng tròn tiếp theo thì ta sẽ tiến hành không tăng mũi nè. Các bạn cứ móc mỗi chân móc làm một mũi móc đơn vào mỗi chân móc. Cũng tương tự giống như cái vòng ở phía dưới á. Tức là mỗi chân móc ta sẽ móc một mũi móc đơn vào mỗi chân móc. Và cái phần thân túi đi lên ta cũng móc xoắn ốc nha. Mỗi chân móc cứ móc cho mình một mũi móc đơn vào mỗi chân móc. Thì lúc này cái hàng móc của mình móc xoắn ốc nó sẽ dễ phân biệt hơn ha, là khi ta kết thúc mỗi vòng móc. Thì đối với hàng móc không thêm mũi, khi gặp cái chân móc thứ nhất của hai mũi cùng chân, các bạn cũng móc vào đó cho mình một mũi móc đơn thôi ha. Móc vào đó một mũi móc đơn. Sau đó di chuyển kim qua chân kế tiếp và cũng móc một mũi móc đơn. Tiếp tục các chân móc kế tiếp tương tự. Mỗi chân móc là một mũi móc đơn vào mỗi chân móc và cứ móc xoắn ốc.
Khi gặp chân móc thứ nhất của hai mũi móc cùng chân ở phía dưới thì cũng móc vào đó một mũi móc đơn. Và chi chuyển kim đến các chân móc kế tiếp, mỗi chân móc sẽ móc một mũi móc đơn vào mỗi chân móc. Các bạn cứ móc xoắn ốc tương tự như vậy cho mình cho đến khi chiều cao của phần thân túi vừa đạt được gấp đôi so với chiều cao của khung túi ha. Khung túi khi gặp đôi lại như thế này nè, thì chiều cao của phần thân túi nó sẽ gấp đôi so với chiều cao của khung túi. Tính từ cái đầu khung túi cho đến cái phần đáy túi thì chiều cao của phần thân túi nó sẽ đạt được cái độ rộng như thế này ha, gấp đôi phần khung túi nè. Mỗi chân móc cứ móc một mũi móc đơn vào mỗi chân móc và móc xoắn ốc cho mình cho đến khi ta đạt được chiều cao của phần thân túi gấp đôi khung túi. Làm tương tự cho các hàng móc còn lại. Khi gặp chân móc thứ nhất của hai mũi móc cùng chân cũng móc vào một mũi móc đơn. Và làm tương tự cho các hàng móc còn lại ha. Sau khi đã lên thêm được nhiều hàng móc thì lúc này chiều cao của phần thân túi nó đã đạt được gấp đôi so với chiều cao của khung túi nè. Đây, nó sẽ được hai phần so với chiều cao của khung túi. Và để biết được cái điểm kết thúc của cái vòng móc này để mình bắt đầu móc cái hàng móc cho cái phần nẹp ở khung túi á, thì các bạn sẽ dựa cho mình vào cái vòng tròn đầu tiên ở cái phần đáy túi nè. Đây là cái điểm mà ta bắt đầu móc xoắn ốc của cái hàng móc thứ hai ha. Các bạn sẽ giống thẳng hàng lên cho mình. Thì khi đưa lên cái hàng móc cuối cùng mà ta thêm ở đây nè, đây sẽ là cái điểm cuối cùng thẳng hàng với cái điểm đầu tiên mà ta bắt đầu móc xoắn ốc nha. Bây giờ mình sẽ móc cái hàng móc để mình nẹp khung túi. Ở cái vòng tròn của phần thân túi này mình có 40 mũi móc. Khi gặp đôi lại thì ta sẽ chia đôi ra được 20 mũi cho mỗi bên. Thì ở 20 mũi móc của mỗi bên các bạn sẽ móc cho mình các cái mũi móc như sau. 3 mũi móc đầu tiên mỗi chân móc các bạn sẽ móc cho mình một mũi dời vào mỗi chân móc. Mũi dời thứ nhất, mũi dời thứ hai, mũi dời thứ ba. Khi đã được 3 mũi dời rồi thì 3 mũi tiếp theo ta sẽ móc là 3 mũi móc đơn vào 3 chân móc kế tiếp. Đây. Móc đơn thứ nhất, móc đơn thứ hai và móc đơn thứ ba cho chân thứ sáu nè. Như vậy là mình vừa được 6 mũi móc cho 6 chân móc đầu tiên. Thì tiếp tục 3 chân móc kế tiếp sẽ móc 3 mũi nữa kép vào 3 chân móc ha. Mỗi chân móc ta sẽ móc một mũi nữa kép vào mỗi chân móc. Nửa kép thứ hai nè và nửa kép thứ ba cho chân móc thứ ba. Như vậy là mình đã được 9 mũi móc ha. Khi được mũi nửa kép thì 5 chân móc kế tiếp, mỗi chân móc ta sẽ móc một mũi móc đơn vào mỗi chân móc. Các bạn sẽ móc cho mình vào 5 chân móc liên tiếp với nhau. Kép đơn thứ nhất. Kép đơn thứ hai. Tiếp tục kép đơn thứ ba. Kép đơn thứ tư. Và kép đơn thứ năm. Như vậy là ta vừa được 14 mũi móc cho 14 chân móc đầu tiên. Thì bây giờ mình sẽ tiến hành giảm dần cho cái hàng móc này. Tương tự ở đầu bên này mình tăng dần nè, tăng dần độ cao cho mũi móc. Thì bây giờ mình sẽ tiến hành giảm lại. 3 chân móc kế tiếp, mỗi chân móc sẽ là một mũi nửa kép vào mỗi chân móc. Lúc này cái hàng móc của mình sẽ còn là 6 chân móc nè. 3 chân liên tiếp, mỗi chân là một mũi nửa kép. Nửa kép thứ hai, tiếp tục nửa kép thứ ba. Và 3 chân cuối cùng sẽ là 3 mũi móc đơn. Đây, móc đơn thứ nhất cho chân thứ nhất, móc đơn thứ hai, tương tự móc đơn thứ ba. Như vậy là 20 mũi móc của mình sẽ có cái điểm đầu tiên và điểm kết thúc như thế này ha. 3 mũi dời nè, 3 mũi móc đơn, tiếp tục là 3 mũi nửa kép, sau đó là 5 mũi kép đơn, tiếp tục là 3 mũi nửa kép và 3 mũi móc đơn cho 20 mũi móc. Thì các bạn sẽ làm tương tự cho mình 20 mũi móc còn lại. Tương tự từ cái điểm mũi dời ha. 3 chân liên tiếp, mỗi chân là một mũi dời nè. Mũi dời thứ hai. Mũi dời thứ ba. Tiếp tục móc đơn thứ nhất.
móc đơn thứ hai cho chân thứ hai và móc đơn thứ ba cho chân thứ ba. Sau đó là 3 mũi nửa kép liên tiếp với nhau vào 3 chân. 1 2 và 3. Tiếp tục là 5 mũi kép đơn cho 5 chân móc liên tiếp. Kép đơn thứ nhất. Kép đơn thứ hai. Kép đơn thứ ba. Kép đơn thứ tư. Và kép đơn thứ năm. Từ đây tiếp tục giảm chiều cao của cái hàng móc. 3 chân liên tiếp, mỗi chân làm một mũi nửa kép vào mỗi chân móc. Nửa kép thứ nhất. Nửa kép thứ hai. Và mũi nửa kép thứ ba. 3 chân móc cuối cùng, mỗi chân móc làm một mũi móc đơn vào mỗi chân móc. Móc đơn thứ nhất. Móc đơn thứ hai. Và móc đơn thứ ba. Khi đã kết thúc được 40 chân móc thì các bạn sẽ móc cho mình vào cái chân móc của mũi dời đầu tiên mà ta bắt đầu móc ở 20 mũi đầu tiên á. Móc cho mình vào cái chân móc này một mũi dời. Sau đó kéo và cắt len. Lúc này sợi len thừa của mình đang nằm ở phía ngoài. Các bạn sẽ dùng kim đâm kim cho mình từ trong ra ngoài vào cái chân móc ta vừa móc mũi dời ha. Đây ta sẽ đâm kim từ trong ra ngoài vào chân móc này, sau đó kéo cho mình cái sợi len thừa vào trong. Đây thì cái điểm kết thúc của mình nó sẽ như thế này. Các bạn tiến hành giấu cho mình sợi len thừa vào trong mũi móc và ta tiến hành khâu nẹp cái phần khung túi vào ha. Sau khi đã giấu được sợi len thừa vào trong mũi móc thì lúc này cái phần miệng túi của mình nó đã có cái độ lượng sóng như thế này. Bây giờ ta sẽ đưa khung vào trong miệng túi. Và để cho cái phần miệng túi nó được chính xác hơn, các bạn sẽ canh cho mình nè. Ba cái mũi dời ở cái phần thân túi này nó sẽ nằm ở hai bên góc của khung túi. Đây, ba cái mũi dời ở đây và ba mũi dời bên này nó sẽ nằm ở hai bên của khung túi nè. Các cái chân móc còn lại thì các bạn sẽ dùng tay hoặc là kim khâu nắng chỉnh cho mình cái hàng móc vào trong cái phần khung túi. Đây ta sẽ nắng chỉnh vào trong khung túi như thế này. Các bạn nắng vào trong sâu bên khung túi ha. Để cho cái phần khung túi của mình nó được đẹp hơn. Ta cứ nẹp sao cho 3 mũi dời bên này và bên này nó sẽ nằm ở hai góc của khung túi nè. Ở đây mình có sử dụng kim và chỉ khâu tay để mình khâu vào trong khung túi. Các bạn sẽ đâm kim cho mình vào các cái chân móc của cái phần thân túi nè. Đồng thời đâm kim vào cái khoảng trống ở khung túi. Đây, ta sẽ đâm kim như thế này và các bạn tiến hành khâu lại. Khi khâu thì lưu ý canh chỉnh cho mình làm sao cho ba cái mũi dời nó nằm ở hai bên của khung túi ha. Cứ khâu tương tự nè. Vào cái lỗ kế bên của cái phần khung túi cũng như là chân móc kế tiếp của cái phần thân túi. Các bạn cứ khâu lần lượt cho mình hết một bên rồi, sau đó ta sẽ tiến hành nẹp bên còn lại và khâu bên còn lại cho phần khung túi. Đây, đâm kim cho mình vào cái chân móc cũng như là khung túi. Sau đó khâu lại ha. Các bạn cứ khâu lần lượt tương tự cho mình hết một khung, sau đó sẽ nẹp và khâu khung thứ hai ở bên cạnh này. Và cũng nắng chỉnh làm sao cho đều với cái bên còn lại ha. Sau khi đã khâu được phần thân túi vào trong khung túi rồi, đối với nhiều bạn các bạn muốn kỹ hơn thì ta có thể lót một lớp vải ở bên trong và may vào ha, cho cái phần thân túi ở bên trong của mình nó được sạch sẽ hơn. Khi gặp đôi cái phần miệng túi lại thì thân túi của mình nó sẽ ra form như thế này. Sau khi đã xong được cái phần thân túi như thế này thì các bạn có thể trang trí cho mình một họa tiết Doraemon nhỏ với các cái hoa chuông ở phía dưới như thế này cho cái phần thân túi của mình nó thêm sinh động hơn. Hoặc là cũng có thể móc cho mình các cái họa tiết khác để mình trang trí cho phần thân túi ha. Như vậy là mình vừa hướng dẫn xong cho các bạn cách móc một mẫu túi mini cho bé như thế này. Chúc các bạn thành công!